Merci beaucoup. Thôi mà cười xạo kìa, cười xạo quá. Merci beaucoup. Where's the boo boo? 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 Yeah. Yeah. Ew. Where's the boo boo? Is it where? Con cười ra đây, cười ra. Where's the boo boo? Ok, rồi mà mở đi, mở đi. Không được. Không được hả? Nặng quá hả? Nặng quá. Kéo quần lên. Trời ơi, mở cửa lại chạy qua nhà bà đi Dolores đi ta. Ê, ê, nhà của người ta mà sao con tự tiện mở cửa vậy? Con coi coi bà có trong nhà không? Có bà trong nhà không? Dạ. Đâu bà đâu? Đâu có đâu. Mày đâu thấy bà trong nhà đâu. Vậy là bà đi ngủ rồi. Không, bà dậy rồi. Bà không, bà không có dậy, bà đi ngủ rồi. Không, bà dậy. Bà dậy đâu mà bà dậy. Xạo không à. Okay, ừ, sao? Con muốn đi bơi không? Con muốn đi bơi không? Từ từ làm sao? Mẹ ơi giá. Ê, cái chén đã sửa để cho con mèo uống đó. Đừng có đụng, đừng có đụng. This way. Đó. Ừ. Tân. À, xịt xịt kem chống nắng nha. Không. Đây mày xịt cho. Ủa chứ con xịt đó, con xịt làm gì? Đưa tay đây mày xịt chân chống nắng cho. Rồi tay kia. Xịt chân nữa nè. Chân kia nữa. Rồi. Tay kia. Rồi. Đúng rồi, giỏi. Cất vô. Xong rồi, xịt xong nữa hả? Ok. Rồi. Xong không? Mẹ, mẹ, có mẹ. Giờ tới mẹ xịt hả? Dạ. Thôi mẹ không xịt đâu. Mẹ xịt cho nó xong mới bắt xịt cho đó, nó dần tạo cho nó thành thói quen rồi đó. Ra ngoài nắng là phải xịt kem chống nắng đó. Còn Ngọc hồi nào giờ ở Việt Nam rồi kia đi ra đường đâu có đời nào xịt kem chống nắng, nên giờ kêu xịt dạ. Biết. Ủa tự nhiên đi qua nhà bà dễ dẻ gì đó. Đừng có dễ làm dơ kiến nhà bà. Coi bụng mới ăn xong mấy cô chú ăn cơm với lại ăn dưa hấu. Rồi ăn thêm cây kem nữa, nãy mẹ cho cây kem đó. Không có kem. Ừ. Nãy ăn kem ngon không? Uống sữa chè. Uống sữa chè. Uống sữa. À uống sữa vậy hả? Uống sữa bị ho. Uống sữa bị ho hả? Dạ. À con ho vậy hả? Dạ. Người ngực. Sẽ nấc đi vô. À. Ý là nó nói là nó uống sữa mà nó uống nhanh quá đó, cái này bị ói ra đó mà nó nói nó bị ho. Đúng không? À thông báo cho cô chú một cái tin vui là ngày mai sẽ là ngày hẹn cho Chay đi khám mắt bác sĩ. Đó cuối cùng tới là ngày mai là cái ngày mà đi khám mắt rồi cô chú ơi. Chay à, con làm gì con cứ ra đi vô. Làm gì ạ? Không không không, mày không xịt. Cuối cùng để đi khám coi bác sĩ coi khám coi con mắt nó có bị gì không.
cứ nhìn cứ liếc liếc nhìn qua bên không à. Mày dạo này cũng đỡ rồi. Ờ, con đóng con nhắm mắt lại mẹ xịt. Không không, mẹ không muốn xịt, mẹ không có thích. Biết sao không? Từ nhỏ tới lớn mẹ không có quen xịt cái này. Hồi đó Việt Nam mẹ đâu có quen xịt đâu, nên là giờ mẹ không có thói quen, nên là con á, con phải xịt nha. Tại vì cái da của mẹ với da của con khác nhau. Da của con là da trắng hơn. Mẹ. Ừ, còn da của mẹ là da vàng, y như da trâu vậy đó, nên không sao hết á, hiểu không? Mẹ mẹ. Ông má mẹ together. Hả? Gì together gì? Cái gì con? Dép dép của bà Cá Tì á. Không dép, tại sao bà ngồi bên kia? Ừ. Bà ngồi bên kia đúng rồi. Đó cô chú, hiện tại bây giờ là cỡ khoảng 1 giờ trưa ở bên này đó. Không có ai hết, không ai ngoài đường hết. Trời hiện tại rất là nắng. Mẹ không đi xe, không được đi vòng vòng. Đi vòng vòng đâu? Sao cứ chạy qua chạy lại nhà mình vậy chay? Giờ này là không ai đi ra ngoài á, chở chừng 4 giờ người ta mới đi ra nhiều. 4 giờ cho tới 9 giờ. Lóc cửa lại hả? Trời ơi, con rùi, mở cửa ra cho rùi ra. Mở cửa ra cho rùi bay ra, để lên. Đó, nó bay ra đi rùi ơi. Không cho mẹ vô hả? Dạ. Thôi nè, nhà cửa tôi mới dọn, bây giờ nó làm này nè. Không lát cửa lại, lát cửa lại. Không coi đi. Không cho mẹ vô hả? Dạ. Trời ơi. Vậy thôi mẹ ngồi đây nha. Mẹ chờ con á. Mẹ chờ con mở cửa cho mẹ nha. Ê sao tự nhiên không mở cửa này mà gỡ cửa kia á. Ờ Lucky, Lucky không chịu ra outside hả? Dạ. Rồi kệ Lucky đi, tại vì ngoài đây nắng quá, nóng quá, Lucky không chịu, Lucky muốn nằm trong nhà. Giống như mình vậy đó, nắng quá mình đâu muốn đi ra chơi đâu, mình để chừng nào mát 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 rồi mình ra. Mẹ phải mẹ cho con chạy chạy vòng vòng chút con mệt rồi mẹ cho con đi ngủ nè. Mẹ cho con đi ngủ xong rồi là dậy là mình mới chơi được, chứ còn buổi này là không ai chơi buổi này á, hiểu không? Không. Sao không? Không mẹ đó nữa. Chơi tùm bậy không? Đó. Mất rồi lại không có sai sai. Lắc đi ơi, lắc đi. Hồi nãy á, kể cho cô chú nghe coi, nãy con mới vừa nói chuyện điện thoại với ai? Không phải bà ngoại, bà nào? Bà nào? Cô nói đi, bà cô hai. Bà cô hai, nghe tới rồi. Ừ, hồi nãy chay mới vừa rồi nói chuyện điện thoại với bà cô hai, hỏi thăm bà cô hai đó cô chú. Lucky đi ăn. Lucky đi ra nè. Lucky đi ăn, không đáng nắng. Ừ, Lucky đừng có đi ra nắng nắng. Kệ Lucky đi con đó, Lucky đâu có ngồi chỗ nắng đâu, Lucky cũng kiếm chỗ mát ngồi mà. Giống như mình vậy đó, mình kiếm chỗ mát mình ngồi. Chỗ mát nhẹ. Ngồi mát chị mà. Ừ, ngồi mát. Đừng làm gì. Ba mẹ. Chắc chút vô mẹ cho chay đi tắm một cái qua. Tắm một cái cho mát rồi đi ngủ cho nó khỏe. Cái thơm tho sạch sẽ. Cái ê đừng đụng, đừng có đụng. Cái đó là cái tượng của em bé đứng đó con. Tượng em bé đứng đó. À Lucky đi vô nhà đi lô rồi hả? Dạ. Dạ đi lô rồi đóng cửa mà Lucky không có vô được đâu. Đó con thấy Lucky lại uống sữa không? Mà sữa để ngoài đường không biết để là hồi nào nữa, không biết có hư sữa cho nó uống Lucky rồi đau bụng quá. Lucky ra nắng rồi, kệ Lucky đi con. Trốn mà. Trốn mà, đúng rồi. Ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây. Thôi đừng có cởi dép ra. Ở mắt nhân chút nữa mất công tôi phải đeo dép vô rồi mang. Mang dép vô lại quá chị hai ơi. Đi xuống. Đó, rồi đi xuống không mang dép vô hả?
bà già ăn chay nó không có mang dép vô giờ ơi. Con nó chơi vậy được không? Từ từ gì mà từ từ. À, không cho mẹ vô nữa. Dạ, mẹ vô không được mẹ nhau. Bị đau. Bị đau đâu? Bị lóc cửa lại. Lóc cửa lại em biết, lóc cửa lại em biết được. À, con lóc cửa, con đóng cửa lại, cái ngón tay út của con bị dập vô cửa hả? Dạ. À, nó nói là nó lóc cửa lại em bé nè, có nghĩa là em bé là cái ngón tay út á là bị đóng vô cái cửa phải không? Dạ, ờ, đóng ngoài chỗ đó nên con phải cẩn thận nghe chưa? Không. Ừ, sao không? Mà không cẩn thận thì tiếp tục đau nha. Kẹt tay đau. Con nói đi, con bị kẹt tay. Con bị kẹt tay vô ngón tay út. Ngón út. Ừ. Ừ, nói tới cái chữ út đó mới nhớ. Cái cô chú biết là nó hay kêu là nó đòi đi út nó phải không? Có một cô ở bên nước Úc á, cô tên là cô Tiên ở bên nước Úc á. Hồi bữa con mới kiếm được cái số điện thoại của gia đình, tại dạo này Ngọc bán nhiều hoa nghệ tây á nên Ngọc có để cái số điện thoại Ngọc ở trên mạng á, nên là cô chú anh chị gọi được rất là nhiều. Thì cái cô Tiên ở cái nước Úc đó, thì cô Tiên cũng không có biết, tại vì trong video con Chay nó hay nói là nó muốn đi Úc á. Cái cô Tiên cô tưởng là con Chay nó muốn đòi qua cái nước Úc chơi. Cái cô Tiên mới nói với Chay là Chay cô Tiên ở Úc nè, qua Úc chơi đi chứ sao thấy đòi đi Úc hoài. Cái Ngọc mới nói là không phải cô ơi, nó nói đi Úc là đi qua gì Úc của nó là em kết nghĩa của con á. Cái cô nó nói à, tại vì cô nghe Úc cô tưởng là đang nói về nước Úc. vui không vui không? À, không vui thôi. Dạ vui. À dạ vui rồi, dạ vui. Trời ơi hay vậy ta, lấy được nguyên chiếc xe ra luôn ta. Không cần được sự giúp đỡ của mẹ luôn. Rồi dựng lên. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi sao nữa? Lấy baby shark ra. Cất baby shark vô. Chứ giờ này sao chơi baby shark được. Cất vô chơi à. Mẹ mệt quá đi, con cứ bài đó không à. Giờ cho vô đi tắm nè nha. Đi tắm rửa này đi ngủ nè. Chứ giờ là giờ quậy rồi nè. Thấy quậy này là biết là muốn đi ngủ rồi đó. Đúng không? Ê tôi nói là đi tắm là đi vô tắm trong nhà chứ không phải là nhảy xuống sông tắm. Thôi nha, thôi. Dừng lại. Mẹ nói đi tắm là vô. Rồi đó. Mẹ nó đi tắm là vô trong nhà tắm chứ không phải là chạy ra đây tắm, hiểu chưa? Trời đất ơi. Đó, cô chú thấy nó giang hồ không? Nó đi tắm một cái là nhảy xuống sông tắm liền, tiện lợi lắm. Nhà. Cái gì? Làm sao? Nước ấm không? Cái gì yêu? Dơ hả con? Rồi. Ủa chứ chi đó, tự nhiên đi lên rồi đi xuống. Cái quần nó tắm coi chừng tuột á. Cái quần nó bình thường đi đã tuột rồi mà xuống này nước nó nặng còn tuột hơn nữa đó. Con mò cái gì vậy? Mò của bắt ốc hả? Trời ơi con nói rồi, được không? Ướt đồ rồi. Đó, trời ơi, lòi ra cái quần bày bị sát đú kìa, cả ngàn màu kìa.
Đâu? Thôi thôi thôi, tự tự bơi ấy đi. Mệt quá. Ờ, muốn thì tự đi lấy đi. Đó, thấy chưa? Mẹ ác thì chứ. Không vô sửa quần cho con, đứng đó quay còn quay video còn cười nữa. Để mày sửa cho, mày chỉ cho. Nó vừa đi vừa nắm quần à. Rồi xuống đây. Tự làm đi. Rồi rồi, tự xuống đây, xuống đây. Rồi mày thả xuống nè. Rồi, xuống đây. Nhanh lên để trôi. Cô chú thấy chay không? Cái gì nữa Ngọc để nó tự làm được là Ngọc để nó tự làm à. Để lên. Mà có khi nó làm biến quá, nó bắt mình làm nhiều ngộ lắm. Nó làm rớt đồ. Cái đồ đó dưới chân của nó là nó không có chịu lụm đâu. Nó mình kêu nó lụm nó không chịu lụm. Nó nói mẹ lụm. Làm biến một cách kinh dị mỹ. Gì không tắm đó nữa hả? Vậy tự bơi đi. Đó, hiện tại bây giờ là 1 giờ mấy, 2 giờ trưa mà tôi chăng nó y như vậy nè, mà sao biểu sao tôi trắng được. Rồi không lẽ là cứ bịt khẩu trang rồi bịt tay, bịt chân rồi bịt đồ thôi kia. Đây đâu ai làm vậy? Cây rồi, dục lên đi, dục lên bờ đi con. Đúng rồi, mẹ cảm ơn nha. Dục bờ đi. Nước mát không? Ồ, nước quá ấm luôn. Không, mùa hè này công nhận đã nè. Ấm nhiều á, trời nắng nhiều nên là nước sông rất là ấm. Ủa, nó kỳ đi ra tới đây luôn kìa chay. Nó kỳ sau lưng mẹ nè. Đó. Hỏi nó kỳ xuống tắm không? Hỏi nó kỳ xuống tắm không? Nó kỳ bắt đầu thứ hai tuần sau là chay đi học bơi lại rồi đó cô chú. Cái ca nhiễm bệnh á, ở mấy bang khác thì Ngọc cũng không có biết làm sao, nhưng mà ở bên Ngọc thì ca nhiễm bệnh cũng là bình thường chứ không có nhiều. Ở mấy bang khác thì Ngọc cũng không biết. Chứ bên đây thì Ngọc cũng có nghe tin tức gì về ca nhiễm bệnh. Ồ, hay quá. Ở bên bang Cali thì Ngọc nghe đang lên rồi cũng như ấy dữ lắm à. Lặn đi. Giỏi quá. Wow, lặn hay ta. Nó là mới đầu hỏi nó tắm không, nó không tắm, nó tự động nó nhảy xuống rồi không có kịp mà hả, thay đồ thay đạt vậy. Nó y như Việt Nam, nó y như là hồi đó Ngọc ở Việt Nam Ngọc tắm vậy đó, là mặc đồ tắm á, ý là Ngọc nói y như Việt Nam là vậy. Còn ở đây hả, người ta tắm là người ta thay cái gì? Cái xương thổi. Điện thoại xuống hả? Dạ. Chi vậy? Cái gì tự nhiên mày đang quay cô chú coi để xuống thổi. Rồi. Wow, hay quá ta. Nó chạy vô nó kêu mẹ, mẹ để xuống điện thoại, nó kêu để điện thoại xuống á. Không biết kêu điện thoại xuống làm gì không biết. Wow, cô chú thấy giỏi chưa?
Giờ lặn mà bơi vô dữ chưa? Mời mẹ. Dạ. Mẹ thành món con dẹp. Nhớ cho nó tắm một chút, nó bơi bơi một chút cho nó mệt đi. Rồi vô tắm lại cái hả? Cho sạch sẽ, thơm tho, cái là quất bình sữa rồi đi ngủ. Ngủ mấy tiếng hồi tới tới 5 giờ chiều kêu dậy. 5 giờ chiều kêu dậy cái tới 11 giờ đêm ngủ lại tiếp. Đi bên kia. Đi bên kia, bên đâu? Ngọc đang tìm chỗ mát, Ngọc ngồi nè, mọi người thấy ngoài đó nắng không? Ngọc đang ngồi dưới bóng cây nè, mát nè. Trời ơi, nó lại tuốt bên kia luôn. Đi gì giang hồ không? Mệt quá. Mệt quá hả? Nó làm gì chút là nó mệt dữ lắm. Nó mệt mà nó phải là make sure là mình biết nó mệt nha. Nó phải nói cho mình nghe là nó mệt chứ nó không có đưa về để lòng đâu. Mẹ ơi mẹ mệt quá. Rồi đó người còn lấy cái tay rồi. Lấy tay lầu chùi cái trán rồi để chia đi. Để là tỏ vẻ là ta đây mệt mỏi rồi vậy đó. Mỗi lần nó lặn xuống là nó nói mami lúc kịch mi là mẹ ơi. Ờ lúc kịch mi rồi. Trời ơi quá hay luôn. Nó nói mami lúc kịch mi là mẹ ơi, mẹ nhìn con đi. Nhìn con nè. Nhìn con nè. Đúng rồi. Giỏi. Ờ lúc kịch mi. Wow, ui trời. Ui trời. Mẹ không giúp. Mẹ không xem máy xem. Sao? Yêu. Rồi mặc cái quần nổi ghê chưa? Mặc quần toàn là cái bếp cá bị đi sát ra mới không? Giỏi lắm rồi cô chú ơi. Bây giờ ngồi đứng khen nó hoài rồi cô chú nó sao khen có đứa con khen khen hoài khen để cho người ta khen với mình, con mình khen hoài. Mèo khen mèo dài đuôi không. Ngọc không có tự hào gì nó gì nhiều á, Ngọc tự hào cái là cái mà tự đi tự động nó đi tiểu được rồi, tự động nó chùi, tự động nó nói chung là đi cái nào nó cũng tự động làm hết á. Mà từ hồi bữa train, từ cái hồi bữa mà không mặc tả tới giờ là chưa bao giờ tối ngủ mà đái dầm. Tại vì á nói chung là Ngọc cũng canh giờ trước khi đi ngủ là cho đi tiểu trước. Rồi á hả, canh 2-3 tiếng đồng hồ là Ngọc nhắc đi tiểu. Rồi con Ngọc không nhắc thì nó cũng tự đi. Nhưng mình cũng nhắc nhở nhở vậy đó. Có khi nó ham chơi quá nó quên. Nít mà. Nhưng mà tự hào nhất cái phần đó đó. Quá là à, cái lá rụng á con. Lá rụng về cội. Ờ, nó lá rụng về cội. Chưa bao giờ mà bị bất cứ một cái ấy gì hết. Trước khi đi đâu á, trước khi đi ra ngoài là cho đi một lần, xong rồi về nhà. Về nhà xong rồi cái đi. Lá đó con, lá rụng về cội đó con. Con nói đi, lá rụng về cội. Rụng về cội. Lá rụng về cội. Lá chỉ cần cội again. Ừ. Nó nói lá rụng về cội again có nghĩa là nó lụm được cái lá nữa đó.
đi đâu rồi cũng quay về La Mã. Ừ đúng rồi, con đừng có đi xa quá. Mà con có đi xa cũng được, có mẹ ngồi đây mà. Wow, giỏi quá. Cô chú thấy càng ngày cây càng dạn nước hơn phải không? Chuyến này hả mà mấy cô hả đi vô học bơi lại mà giỏi quá. Mấy cô nói ủa, nghỉ mấy tháng học bơi sao còn giỏi hơn lúc đang học bơi nữa. Nói xin lỗi cô, tại nhà con có cái nhà con trước mặt nhà con có cái hồ còn bự hơn cái hồ bơi trong nhỏ trong này nữa, ngày nào con cũng bơi nên giờ con bơi còn giỏi hơn là lúc mà con nghỉ học nữa. Cô nghe cô vui quá, cô cho lên level luôn, hiện tại giờ đang level 3. Cô nghe vô vậy chắc cô muốn cho lên level 10 luôn á. Hay ta. Bơi vậy chứ nó khỏe người lắm á nha cô chú nha. Bơi là vô nó khỏe người, nó mệt xong nó ngủ ngon nè. Rồi ăn uống đồ cũng nhiều nè. Nói chung ở nhà, nói ở nhà rồi giữ con chứ không làm gì, chứ mà ai mà có con nào mới biết ở nhà hả còn bận hơn là đi làm. Cái đó cái này nói ra chỉ có những người có con mới hiểu thôi, chứ những người có con nói không hiểu. Những người chưa có, những ai mà chưa từng trải qua thì thật sự là không thể nào hiểu được. Nhiều người mà có khi á, người ta nói hả thà đi làm còn sướng hơn ở nhà với con. Có người ta nói vậy, tại vì đi làm mình chỉ làm một cái công việc đó thôi, còn nuôi con là mấy cái. Ê, cặp cái phao bị trôi rồi. Cầm vô. Để lên. Té rồi, nãy chay mới té mẹ thấy mà. Nhưng mà chay rất là dũng cảm, chay đã tự nổi lên bằng chính sức lực của mình. Nay gió nhiều nè nên là nó dập vô nhiều nè. Sáng ngủ dậy là lần quần hả, cho nó ăn xong rồi chơi cái đi này đi kia làm này kia, thế là cuối cùng lần quần tới giờ thì cho ăn nữa rồi ấy, rồi cho đi ngủ đó. Chỉ có cái giờ mà mình rảnh nhất á, là cái giờ mà nó ngủ trưa được 2-3 tiếng á, là cái giờ đó mình muốn làm gì mình làm á, có công việc gì của mình làm á, còn nó dậy thêm cái nữa là ôm theo nó nữa tiếp. Đi đâu á? Chim về đây. Trời, đi lại đây. Thôi cái video này bữa nay cũng lâu rồi, thì giờ Ngọc sẽ chờ ngồi chờ đây cho chay tắm một chút nữa thôi, là sờ là Ngọc vô tắm rửa là cho nó ăn uống no bụng xong rồi cho đi ngủ giấc ngủ trưa, xong rồi cái Ngọc sẽ rảnh Ngọc ngồi Ngọc edit cái video clip này để chiều nay đăng lên cho tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem cái video clip này nha, like cho cái video của chay nha cô chú nha, bấm nút đăng ký nếu mà cô chú chưa bấm nút đăng ký để theo dõi kênh. Rồi chay chào lại chào cô chú nè. Cho chay lại chào cô chú nha. Chay chào tạm biệt cô chú đi con. Bye bye cô chú đi. Hello, cô chú. Bye bye. Hello. Hello gì bye bye. Hello. Cái này nó không bao giờ muốn nói lời bye bye nha, sao nó nói hello không mà. Kêu nó bye bye là nó hello không mà. Bye bye cô chú. Ê đừng có lụm đó, miễn chay đưa đây. Đưa đây. Trời ơi đứt tay chay ơi chay. Đưa đây cho mẹ. Có nghe lời mẹ không?
Đây mẹ, đưa mẹ, đưa mẹ cái đó. Cái đó là đứt tay là bà già bà bắt liền á. Lẹ lên. Trời, nó nghĩ sao nó bỏ lại dưới sông trời. Giờ tôi phải lên xuống rồi tôi lụm lại cái đó nữa nè. Chị kỳ ghê luôn, mẹ kêu đưa cho mẹ. Tại sao con không đưa cho mẹ? Rồi, ra đây. Rồi. Rồi. Mất rồi.